Ok, hello, chào mừng mọi người đến với Minecraft Hexit ở phiên bản 1.5.2. Thì series Hexit này có thể sẽ là cái series mà mình dùng để thay thế series Sky Factory 2. Thì này nó nhẹ hơn 68 mod, chia tới nhiều 94 mod nữa. Thì có thể chơi được chơi luôn. Không, chơi được thì chơi luôn, lo gì. Không làm gì hết trong này. Bốn hệt chết đi, mình chơi ngu. Rồi. Đó, vậy mới đúng. Mode survival. Ok. Bữa nay chat on, còn lại để nguyên. Thì để vậy thôi, có gì đâu, thì cứ để vậy thôi. Rồi, sẽ khoảng thời gian chờ khá là dài đây. Thì cái tên cái shit thì có sao đâu, thích thì cứ để, thích mà muốn để sao để, đâu ai cấm cản mình để tên đâu, đúng không, đâu ai cấm để tên đâu, cứ để bình thường không phải lo gì hết á. Chậm quá nhỉ, sao vẫn không quá nhỉ, 30 giây rồi. Đã 30 giây rồi. Cũng 10 giây rồi. 1 phút không? Không mà giờ mới 40 giây mà. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. 50 giây rồi. Cố lên. Cố lên Hexit ơi. Cố lên. Và ok, 1 phút rồi. Ok, 1 phút rồi. Cố lên em ơi. Sao lâu quá vậy hả? Bắt đầu thấy lâu rồi đó. Bắt đầu thấy rất là lâu rồi đó. Lâu thiệt luôn rồi đó. Không phải giỡn nữa. Bắt đầu thấy lâu rồi đó. Lâu hơn cái kia rồi đó. Rồi, tiếp 20 giây. Chút nữa thôi, một chút nữa thôi là đủ 2 phút rồi. Cố lên. Còn 2 phút chứ không phải cho tôi vô chứ nha. Không phải để càng lâu càng tốt nha, tôi đang muốn vô ấy. Nó 2 phút chứ không phải cho tôi vô à. Ok, 2 phút mình sẽ skip đi. Nó rất là lâu, cực kỳ lâu. Vô rồi đây. Trời ơi. Biết cũng 4-5 phút mà. Rồi chúng ta đang ở bắt đầu vô load map. Load map thì tất nhiên sẽ là cái lắc nhất. Yeah. Load map nữa. Hexit, reset mode, utility mode, reset mode, done. Đó, cái này là không có cho mình. Ông các bạn thấy ở đây nó chỉ có 39 trang thôi, trong khi cái Sky Factory để đây 200 mấy trang lận. Rồi để reset mode chỉ là cái kia thôi. Ok, load map xong chưa? Hexit ta tới đây. À, chúng ta đang ở gì nhỉ? Ở cái bên này là con sông rồi. Đây, cái đường của mình ở đây. Ban đầu vô thì sẽ rất là lắc rồi. Chim cánh cụt bên kia. Load map xong chưa đó?
heo kia. Map chưa load xong nữa. Lâu quá. F3 anh coi. Đợi 2 FPS mà. 300 update, 400 update. Rồi, không có gì hết nha. Ok. 400 update luôn. 2 FPS, 1 FPS. 3 FPS. 2 không. 0 FPS. Ôi trời ơi. Đúng là load map lâu quá luôn chứ đâu nha. Rồi, ok. Sort lại. Lấy đồ ra. Trong này vẫn có thức ăn sẵn cho mình luôn. Material and you. Này là của Tinker phải không? Skilla. Material and you. Cái này để đây, cái này là cái dự phòng sao. Que đem lên. Gỗ đem lên. Đem lên. Rồi. Thì mình sẽ không xài đồ vanilla nhiều đâu, xài đồ Tinker luôn. Đây, hàng Tinker Construct nó sửa được dễ hơn. Vanilla sửa không có được. Rồi, lắc rồi, lắc rồi, lắc nữa rồi. Rồi ơi. Có thể mình sẽ up cam mình đi vòng vòng chút cho nó load map đã. Lắc quá rồi. Ok, thì mình cũng đã đi vòng vòng. Coi thử. Cho nó load map này rồi. Có cái gì vậy? Và nó cho nó load map mà có thể nghĩ là nó sẽ đỡ lắc hơn. Nhưng mà nó vẫn lắc. Mình cũng đã biết lý do tại sao. Chính là ở trong này nó không có cái Optify như ở bên kia. Optify bạn biết nó cũng giảm lắc mà. Này thì lại không có Optify giống như bên Sky Factory. Em nghĩ là mình sẽ cài nó vô. Lấy cái Optify cài vô. Mà Optify kia 164, này 152. Thì có lẽ sẽ phải lên mạng tải rồi. Này gắn vô cũng đâu khó lắm. Chuyện nhỏ mà. Ghê thì thôi thì lát quá rồi, phục vụ không có được. Không thể phục vụ bà con được. Không phục vụ được bà con cũng chả có làm gì được. Ok vậy thôi nha, bye bye mọi người nha, bye bye. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người sau khi mình cài Optify. Bye bye.